Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết qua cái chết của Chủ tịch nước, hiểu rõ lòng dân. Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Mạng xã hội ồn ào về cái chết của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ chưa khi nào tấm lòng người dân đối với một Chủ tịch nước thể hiện rõ ràng như thế. Những cốc bia chúc tụng, những lời bàn ra tán vào đủ loại, nỗi vui mừng của người dân như chút được gánh nặng nào đó với vẻ mặt hân hoan. Người ta vẫn còn vận đến cả sấm trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mấy trăm năm về trước để mà lý giải về cái chết này. Câu đó là bình chúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc, sản tất vong. Đây là câu răn dạy người đời, rằng ngọn đèn mà đã tối tăm thì ánh sáng mất hết. Nếu trọng tiền bạc mà không có phúc đức thì tài sản của cải cũng sẽ mất hết. Thế nhưng tai ác thay, bộ tứ triều đình lại trùng khớp với những chữ, những từ ở câu này. Có thể có nhiều người sẽ chẳng tin vào ba cái chuyện sấm sét này, nhưng việc người dân đã lôi ra những câu thơ từ cả mấy trăm năm về trước như vậy cũng đã nói lên điều gì đó rất sâu xa, cay đắng hơn cho một lãnh đạo đất nước. Ở đó chính là lòng dân. Có lẽ người dân không mấy ai quan tâm đến mức sức khỏe của Trần Đại Quang đã suy sụp đến mức những tháng gần đây qua dáng điệu thảm hại để thương cho ông ta phải gánh vác nhiệm vụ của Đảng giao phó một cách quá nặng nề cho một bệnh nhân. Mà theo Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết thì đã 6 lần sang Nhật chữa bệnh nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Người dân cũng không quan tâm mấy đến việc ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên cương vị là Chủ tịch nước như một sự hy sinh bản thân cho sự nghiệp chung của đất nước. Nhưng người dân lại chú ý đến việc ông ta đã khai san tuổi để ở lại cái vị trí quyền lực của vua chúa Cộng sản trên đầu, trên cổ người dân. Người dân cũng không mấy quan tâm đến những hy sinh của bản thân gia đình ông ta như thế nào qua một quãng đường dài trên đời để cống hiến cho đất nước. Nhưng người ta chú ý đến gia đình, anh em, họ hàng nhà ông đang được cấu tạo và tại vì ở những vị trí béo bở trong chế độ kiểu như phong kiến, con vua thì lại làm vua của độc tài Cộng sản. Người dân mỉa mai, khó chịu và chế giễu hình ảnh ông khi vinh quy bái tổ sau khi tranh giành được chức chủ tịch nước rồi về quê Ninh Bình như đi thăm một quốc gia nào đó. Người ta cũng lan truyền hình ảnh ông bạc nhược và suy sụp, mất sức sống khi tiếp những đoàn quan khách của nước ngoài. Người ta cũng chú ý đến những hành động, lời nói và việc làm của ông ta trên ngôi vị vua chúa đã làm được gì, đã gây hại ra sao cho đất nước. Với người dân trong chế độ độc tài cai trị bằng bạo lực, dối trá nhằm giữ vững cái ghế quyền lực mà bòn xương rút tủy của người dân Việt Nam. Những cuộc bắt bớ chém giết, hà hiếp cướp bóc người dân từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, những tiếng oan dậy đất, án ngờ là mây, đã ngày càng vang lên não nề và đau đớn khắp mọi miền đất nước. Dưới thời ông ta làm quan chức quan trọng như Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Công an và rồi là Chủ tịch nước. Cái thời của ông là thời của công an trị, thời của phe nhóm cướp bóc người dân, thời của đàn áp những người có tấm lòng yêu nước thương nòi. Thời của ông ta là thời kỳ đã bắt bớ hàng loạt, kết tội nặng nề hàng loạt người yêu nước, cướp bóc đất đai của người dân ở khắp nơi, nhưng lại dâng lãnh thổ cho giặc một cách mờ ám. Những vùng lãnh thổ biển đảo của đất nước, những người dân bị giặc giết ngay trên biển quê hương, những dấu giày đinh của giặc đang giày xéo mảnh đất của cha ông để lại một cách ngang nhiên trong sự thờ ơ, đồng lõa và cúi đầu thuần phục của ông ta và đồng đảng. Thế nhưng, nếu chỉ căn cứ vào đó để nghĩ rằng người dân căm thù hay ghét bỏ Trần Đại Quang đến mức ấy thì có lẽ là chưa đủ. Thậm chí, cũng ngày hôm qua và ngày hôm nay, tin lan truyền trên mạng về những nhân vật khác như Đỗ Mười, Lê Đức Anh sắp đi theo cụ Karl Marx, cụ Lenin với những lời lẽ hân hoan và mong đợi. Toàn là các thủ lĩnh Cộng sản đã có thời kỳ dài cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của cả nước. Người ta lại nhắc lại những kỷ niệm về Đỗ Mười, Lê Đức Anh và những gì mà họ đã gây ra cho đất nước. Những cái tên lãnh tụ được nêu ra đích danh, gọi bằng cái tên tục, những số danh không mấy xuôi tai hoặc là dễ nghe. Như vậy, rõ ràng là người dân không phải tỏ thái độ như vậy vì ghét Trần Đại Quang, dù Quang đã là người phải chịu trách nhiệm cá nhân trước những suy vong của dân tộc, của đất nước bằng các hành động cá nhân cũng như bằng việc sử dụng quyền lực của mình trên vị trí mà ông ta nắm giữ. Thực chất là người dân chán ghét đến tận cùng cái chế độ hiện tại mà nguồn gốc của nó là cái Đảng Cộng sản toàn trị, phản động và thối nát hiện nay. Thế nên, trong cái bầy đảng đó, bất cứ cá nhân
Tập thể nào bị tận diệt, bị tiêu vong đều là nỗi mong chờ, mơ ước của hàng triệu người dân. Có thể nói rằng những lời nói, những hành động của người dân như vậy là nhẫn tâm, bạc ác với nhau quá hay không? Bởi vì truyền thống dân tộc ta xưa nay vốn trọng nghĩa khinh tài, vốn tôn trọng những người đã khuất, cũng như họ giàu lòng nhân ái và xót thương. Đến một con chó bị đối xử tệ vẫn được cả cộng đồng thương xót và che chở cơ mà. Huống chi đây lại là một chủ tịch nước đương kim, một tổng bí thư đảng, người nắm quyền sinh quyền sát của cả một đất nước, một dân tộc, một chủ tịch nước một thời gian dài đã ảnh hưởng đến lịch sử đất nước. Có điều này, đó là xưa nay cha ông ta vẫn nói chết là hết. Thế nhưng đến bây giờ thì rất rõ rằng chết chưa phải là hết. Bởi đến muôn đời sau, người dân Việt vẫn nhắc tới Trần Ích Tắc, Lê Chu Thống trong lịch sử dân tộc. Và trên thế giới vẫn không quên Hitler, Pol Pot, Mao Trạch Đông, Stalin và những nhân vật này đã gây cho thế giới này những điều khủng khiếp về sự phản trắc và bán nước. Thì tương tự, trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ còn khắc ghi những tội ác bán nước gắn liền với những tên tuổi như Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã bán tổ quốc Giang Sơn và đầu độc cả dân tộc này đến suy vong. Xưa nay, cha ông ta vẫn truyền dạy lại, thương dân xây lập bàn thờ, hại dân sân đái ngập mù thấu xương. Những thái độ, hành động nói trên của người dân đã thể hiện một điều rằng lòng dân đang nổi sóng, cơn phẫn uất của người dân đã đến tận cùng. Điều này ai cũng hiểu, chỉ một mình Đảng Cộng sản Việt Nam là cố tình không chịu hiểu, để biết quay đầu lại là bờ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nhân dân rất cần biết chủ tịch nước chết như thế nào. Bài viết của tác giả Nguyễn Hồn Việt được đăng trên trang Dân Làm Báo. Vì là chủ tịch nước chẳng phải do nhân dân bầu ra, vì là chúng chỉ là đồ ăn tàn phá hoại đất nước, nên nhân dân chẳng quan tâm. Chúng hôm nay chết thì mai sẽ có quốc tang linh đình, ngày kia sẽ có đứa thay thế, nhân dân vẫn sẽ thế nên nhân dân chẳng quan tâm. Nhưng nếu đúng là vị chủ tịch nước kia chết vì bị tàu cộng đầu độc thì câu chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Trước hết là vì quốc thể. Dẫu chúng chẳng phải do dân bầu ra và chúng chỉ là đồ ăn tàn phá hoại đất nước, thì hiện tại giữa bàn dân thiên hạ chúng vẫn là đại diện cao nhất của Việt Nam ta. Nếu thực chúng bị bọn tàu đầu độc thì còn gì là quốc thể nữa. Tiếp đến là vì trong khi chẳng phải do dân Việt bầu ra, nhưng ngoài lúc tranh ăn thì chúng vẫn có những câu nói, những hành động mà tàu khựa không muốn. Chỉ có tàu khựa không muốn thì nó mới đầu độc. Nó đầu độc để dựng một tên vẫn là tham tàn của dân Việt, nhưng lại nghe theo quan thầy tàu khựa hơn nhiều. Để tàu khựa muốn gì là được đó. Mà những gì tàu khựa muốn là quyền lợi kinh tế, là biên giới, là hải đảo, là đất đai của ông cha chúng ta để lại. Vậy nếu ông chủ tịch nước kia chết vì bị Bắc Kinh đầu độc thì nhân dân Việt Nam chúng ta phải đứng lên mà đuổi cổ lũ tàu chẹt đang hiện diện trên đất nước thân yêu của chúng ta đi. Dù chúng đúng là lũ chẳng phải do nhân dân bầu ra, nhưng nếu cứ để chúng bị bọn tàu khựa đầu độc ngang nhiên như vậy thì rồi lũ đàn em lên, đứa nào dám nói phải trái với bọn tàu. Do vậy chúng ta rất cần biết ai, tổ chức nào đã đầu độc bọn chúng. Bọn chúng nghi ngờ tàu chẹt. Bài báo ông Nguyễn Quốc Triệu, chủ tịch nước từng 6 lần điều trị ở Nhật cho biết, ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, chia sẻ với VN Express, chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị. Từ đó cho đến khi qua đời, ông đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh virus hiếm và độc hại. Ai cũng biết Việt Nam Cộng sản và Tàu Cộng là hai nước ít ỏi trên thế giới cùng hệ thống cộng sản và đảng cầm quyền thân nhau tới 16 chữ vàng. Ấy vậy mà Trần Đại Quang đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản mà không một lần sang Tàu. Rồi thì Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, cũng bỏ qua người anh cả 16 chữ vàng 4 tốt này để sang tận nước Mỹ xa xôi, vốn là cựu thù của chế độ để chữa bệnh ung thư lạ. Không công bố rõ ràng, công khai, thế nhưng Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, nhân vật thứ 5 trong đảng, cũng sang tận Nhật để chữa bệnh, mà bỏ qua người anh cả với 16 chữ vàng 4 tốt. Rõ ràng là chúng sợ. Nếu khi đi chữa bệnh mà sợ người anh cả với 16 chữ vàng như vậy, thì sao lúc còn sống khỏe, chúng không biết mà sợ? Tại sao khi bầu chủ tịch nước thì còn khỏe, mà chỉ thời gian ngắn sau đã mắc virus hiếm và độc hại, nhân dân rất cần biết chúng như thế nào?